Dạ, lời nói đầu tiên Uyên vẫn chào anh Cố Vấn, chủ tịch và các anh chị em ban quản trị viên, toàn thể anh chị em thành viên trong và ngoài câu lạc bộ, lời chào thân thương ạ. Hôm nay Uyên rất vui được trở lại sân khấu của nhà mình. Uyên Nga chúc đại gia đình mình buổi tối hôm nay giao lưu vui vẻ nha. Dạ, rồi Uyên cũng xin mời các anh các chị vào cho Uyên xin kênh để Uyên được có cơ hội song ca cùng các anh các chị ạ. Lỡ mối duyên thề. Rồi, mời ca sĩ lên sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao nhiêu em quên anh. Bốn số em khó nhớ quá. Em nhớ chỉ số 59 thôi à. Bữa nay em không thức rồi cả nhà. Em làm nữa. Mới về mà. 15, 79. Còn nhất để làm chi thêm lưu
Cảm ơn ca sĩ Song Hương, Song ca cùng Uyên nha. Cảm ơn đại gia đình đã cổ vũ cho Song Hương và Bích Uyên ạ.